Xin chào cả nhà, chúc cả nhà có buổi tối vui vẻ. Mời cả nhà vào xem livestream nha. Hôm nay chúng ta sẽ chơi mini game ha. Mọi người xem livestream chia sẻ livestream giúp lên nha. Chia sẻ 2 lần ở trang cá nhân và 10 lần hội nhóm. Chúng ta đạt kết quả mini game thì Lan sẽ tặng món quà cho các bạn nha. Lan mở tiếng nhạc ha. Xin chào mọi người, em xin chào mọi người nhé. Chào mọi người, xin mở tiếng nhạc cho vui ha. Xin chào nhé. Chào cả nhà. Xin chào cả nhà nha. Ai đang xem livestream chấm giùm em một chấm với ạ. Em biết là mọi người đang xem livestream với ạ. Ai đang xem livestream chấm giùm em một chấm. Em mở tiếng nhạc cho vui ha. Mọi người chia sẻ livestream giúp lên nha. Cảm ơn mọi người. Mọi người nghe có rõ không ạ? Nếu rõ thì hãy comment rõ giúp Lan với. Mọi người chia sẻ livestream giùm em nha. Câu hỏi đã chuẩn bị đây. Hôm nay là ai mà đặt giải livestream thì Lan sẽ tặng cho mọi người cái áo có một chú chó rất là dễ thương nè. Mình chia sẻ livestream giúp em với ạ. Ai đang xem livestream thì chấm một cho em một chấm để em biết là mọi người đang xem livestream của em với ạ. Chia sẻ livestream giúp Lan với nha. Mọi người chia sẻ livestream đi. Em chào chị Mỹ Hiền. Chào Ai Linh. Mọi người chia sẻ livestream rồi. Đợi mọi người vào đông đông một tí là chúng ta chơi mini game phần thưởng. Hôm nay Lan sẽ tặng cho một một chiếc áo rất là dễ thương. Mọi người có nghe rõ không ạ? Chào em Bích Lạ nha. Nhạc to không mọi người? Nếu mà nhạc to quá thì mọi người nói để em điều chỉnh cái nhạc cho nó nhỏ lại xíu nha. Mọi người nghe rõ Lan nói không? Chị sẽ lên team giúp Lan nha. 2 lần ở trên cá nhân và 10 lần hội nhóm này chúng ta chơi mini game nha. Câu hỏi hôm nay rất là dễ. Nghe rõ không mọi người? Đây phần quà của chúng ta đây. Và chú cháu rất là dễ thương luôn. Cảm ơn bạn Linh. Câu hỏi thì Lan đã chuẩn bị ở đây rồi. Để mọi người vào đông đông một tí đó. Chúng ta bắt đầu cho mini game ha. 2 lần ở trang cá nhân và 10 lần hội nhóm. Trong thời gian mọi người chúng ta chờ đợi mọi người thì các bạn dành chút ít thời gian chia sẻ cái livestream này giúp Lan nha. Rồi cảm ơn Linh. Mình hy sinh quá. Chị livestream đến có nhiều người vào xem luôn rồi chơi mini game mọi người yên tâm. Dạ chào yên tâm nha. Mọi người chỉ cần đón đúng câu hỏi này thôi là Lan sẽ tặng cho một người một cái áo này. Chỉ cần chị chia sẻ 2 lần ở trên cá nhân qua 10 lần hội nhóm nha chị. Chị đón đúng câu hỏi thì em sẽ tặng quà này cho chị nha. Đây này chị, em sẽ tặng cho chị một chiếc áo này nha. Áo một chú cháu rất là dễ thương. Chào em Mini Tảo.
Chào chị Bích Thủy, mọi người chia sẻ livestream giùm em nha. Mọi người chia sẻ rồi chúng ta chơi mini game ha. Mọi người chia sẻ thêm đi mọi người. Chào mọi người nha, em chào tất cả mọi người đang xem livestream. Lan cảm ơn mọi người đã dành thời gian bên gia đình và đã dành ít thời gian để xem livestream của Lan nha. Mọi người chia sẻ livestream đi mọi người. Ít người quá mình không chơi được nè. Câu hỏi đã sẵn sàng rồi. Em chào chị Cẩm. Chào chị Thùy Tiên nha. Mọi người chỉ cần chia sẻ 2 lần ở trên cá nhân và 10 lần hồi nhóm chúng ta trả lời đúng câu hỏi này thì Lan sẽ tặng cho mọi người chiếc áo này nha. Vậy em chào anh Duy, chào chị Tuyền ạ. Chị sẽ giúp em 2 lần ở trên cá nhân và 10 lần hội nhóm nha. Chào em Thảo Như, chào em Phương Nga. Dạ em chào chị Tuyền nha. Chị sẽ 2 lần ở trên cá nhân và 10 lần hội nhóm nha mọi người. Học thao tác rất là dễ. Em đã chuẩn bị câu hỏi đây rồi. Mọi người đón đúng thì em sẽ tặng cho mọi người một món quà này đây, một chú chó rất là dễ thương. Chào chị Mỹ Phượng ạ. Rồi ok bạn Island, ai đang xem livestream này mọi người hãy comment số 1 giúp em với. Thì em biết mọi người đang xem livestream, khi số lượng đạt nhiều rồi thì chúng ta chơi mini game nha. Mọi người chơi sỉ đến 15 người xem đi mọi người. Chúng ta bắt đầu chơi mini game. Dạ em cảm ơn mọi người, cảm ơn chị Phượng, cảm ơn chị Tuyền. Có trả lời câu hỏi không? Có câu trả lời. Có câu trả lời câu hỏi nha anh Duy. Bạn này luyện não ha. Rồi cảm ơn em Phương Nga. Chào Hảo Harry, mọi người chia sẻ livestream giúp em đi rồi chúng ta chơi mini game nha. Để không phải mất thời gian nhiều thì mọi người chỉ cần chia sẻ 2 lần ở trên cá nhân và 10 lần hội nhóm thôi. Chúng ta chơi mini game ha. Dạ, lượm về nè. Rồi, chào em Thanh Ngọc. Phương Nga không. Trả lời câu hỏi này thì chúng ta có quà nha. Đây còn bánh năng gì chị cầm. Mọi người chơi sỉ thêm đi mọi người. Chắc chắn là sẽ có người nhận được quà. Chắc chắn luôn. Mọi người chơi sỉ được 15 người xem đi rồi chúng ta chơi ha. Các bạn có thể là nợ đây quê luôn. Dạ. Em cảm ơn chị Phượng. Chữ sao chị lộn xè dữ ta là sao anh? Chữ sao chị lộn xè dữ ta hả? Cho người còn xem ít lắm mọi người ơi, câu hỏi dễ lắm. Mọi người chia sẻ thêm đi. Mọi người thôi không phải để mọi người chờ đợi lâu thì mọi người chỉ cần là 2 người nữa thôi. Hiện tại thì có 8 người thôi thì mọi người chơi sỉ thêm đi rồi em sẽ chơi mini game ha.
Em chào chị Bảo Hà, chị chia sẻ livestream này giúp em với. 2 lần ở trên cá nhân và 10 lần hội nhóm. Đón trúng câu hỏi thì em sẽ tặng chị cái áo thun này nhé. Cái cá rất là xinh. Rồi, trong thời gian chờ đợi mọi người thì mọi người hãy chia sẻ livestream giúp em nha. Chào Mỹ Lan. Dạ em chào chị Cẩm. Chào chị Cẩm bánh xèo. Xong chưa? Mọi người sẵn sàng chưa? Hãy comment sẵn sàng để chúng ta bắt đầu chơi mini game nè. Mọi người comment sẵn sàng đi. Mọi người hãy comment sẵn sàng chúng ta bắt đầu chơi mini game. Rồi chúng ta hãy comment sẵn sàng đi. Chúng mình có áo mới mang đi Đà Nẵng. Chào em Trà My, chia sẻ livestream này giúp chị nha. Chia sẻ 2 lần trên cá nhân và 10 lần hội nhóm. Chúng ta đón trúng câu hỏi này, chúng ta chơi mini game. Rồi, đã được 15 người xem rồi. Mọi người hãy comment sẵn sàng, chúng ta bắt đầu chơi mini game nè. Hãy comment sẵn sàng đi nào, cho có khí thế đi nào. Rồi, sẵn sàng, rồi lên bắt đầu nha. Mọi người có nhìn ngược không ta? Đây, cái gì cá chân mà không có tay? Mọi người trả lời câu hỏi này nha. Cái gì cá chân mà không có tay? Thấy không mọi người? Thấy không mọi người? Thấy không? Cái gì cá chân mà không có tay? Rồi mọi người trả lời câu hỏi này nha. Rồi giờ em cảm ơn mọi người nha. Cái cuốc chưa đúng. Cái gì cá chân mà không có tay? Dạ chào Đàm Nguyên Nguyên nhé. Chia sẻ livestream này giúp em 2 lần ở trên cá nhân và 10 lần hội nhóm. Đúng trúng câu hỏi này thì em sẽ tặng cái con vàng này cho mọi người nè. Cái gì cá chân mà không có tay ạ? Cái ghế chưa đúng nha. Cái cuốc chưa đúng. Cái gì hả mọi người? Cái bàn chưa đúng. Cái ghế chưa đúng. Cái gì cá chân mà không có tay hả mọi người? Cái cuốc chưa đúng. Cái ghế chưa đúng. Cái bàn chưa đúng. Ghế chưa đúng nha mọi người. Cầu chưa đúng, cái bàn chưa đúng. Cái gì cá chân mà không có tay ạ? Cái cầu chưa đúng nha. Chào bạn Thanh Lời. Chia sẻ livestream này giúp Lan nha. 2 lần trên cá nhân và 10 lần hội nhóm. Cái giường chưa đúng, cái quần chưa đúng. Cái gì cá chân mà không có tay? Mỹ Dung chào bạn. Cái dao chưa đúng. Cái quần chưa đúng. Cái gì cá chân mà không có tay ạ? Cái quần chưa đúng nha mọi người. Cái cầu chưa đúng nè. Đôi dép chưa đúng. Cái gì cá chân mà không có tay? Cái cầu chưa đúng nha. Chưa đúng nha mọi người. Có 2 từ thôi nha. Cái đeo chưa đúng nha chị. Chị Do Liên Nhẫn chưa đúng nha. Hai từ nha. Cái ghế chưa đúng nha chị. Cái tủ chưa đúng nha. Cái giường chưa đúng. Con mắt chưa đúng. Cái gì cá chân mà không có tay? Mọi người đón đi, mọi người cứ comment nhiệt tình đi. Đúng thì em sẽ dừng lại người đó. Cái chân chưa đúng, lông mày chưa đúng, lặt bặt chưa đúng. Mọi người cứ đón đi, đón đi rồi tí nữa. Nếu mà đang chưa thấy mọi người đón được thì Lan sẽ gợi ý cho mọi người. Chân mày chưa đúng nha chị Hảo Harry. Cái tủ chưa đúng. Cái gì cá chân mà không có tay? Cái bàn chưa đúng. Chân trời chưa đúng chị ơi. Cọng tóc chưa đúng. Chân mày chưa đúng.
Chào chị Phạm Thủy nha, chị chia sẻ livestream giúp em 2 lần ở trên cá nhân và 10 lần hỏi nhóm đúng đúng câu hỏi này, em sẽ tặng chị một phần quà nha chị. Chân tóc chưa đúng nha. Cộng tóc cũng chưa đúng. Chân lý chưa đúng. Chân tường chưa đúng. Cái gì có chân mà không có tay? Chào bé Trúc Ly, chia sẻ livestream giùm dày nha bé Trúc Ly. Chân trần chưa đúng, chân tình chưa đúng. Chân núi chưa đúng. Chân trời chưa đúng nha. Chân trời chưa đúng nha mọi người. Lưng trời chưa đúng. Em chào chị Kiều My ạ. Chị sẽ livestream này 2 lần trên cá nhân qua 10 lần hội nhóm rồi chúng ta chơi mini game nha chị. Chân thật chưa đúng, bầu trời chưa đúng. Lúc này có bạn đoán cũng gần đúng đó nhưng mà chưa đúng nha. Chân chắc chưa đúng. Chân trời chưa đúng nha. Chân núi chưa đúng. Con thuyền cũng chưa đúng ạ. Chân quạt chưa đúng. Chào em Nguyễn Chi. Trưởng thôi chị nghe câu đọc của em đi nha. Cái gì cả chân mà không có tay? Con đường chưa đúng. Cái quạt chưa đúng. Cái cây chưa đúng. Chân trời chưa đúng. Chân thành chưa đúng. Chân không chưa đúng. Chân dung chưa đúng. Chân cầu chưa đúng. Chân may chưa đúng. Mọi người cho chị đợi 30 người xem rồi em sẽ gửi cho mọi người có hai từ thôi nha mọi người. Từ trước là chữ chân rồi. Chữ trước là chữ chân rồi nha. Chân tơ, cái áo, chân tóc, chân không. Chân tóc chưa đúng nha. Chân răng chưa đúng. Từ trước là từ chân nha mọi người. Chỉ có hai từ thôi. Từ ở trước là từ chân. Mẹ làm không? Chân gà chưa đúng. À, chà bí Trúc Ly. Chân gà chưa đúng. Chân vịt chưa đúng. Cái gì cả chân mà không có tay? Chân thật chưa đúng. Mọi người chia sẻ lên được 30 người xem rồi em sẽ gửi ekip cho mọi người. Chân cầu chưa đúng. Cưng chiên chưa đúng. Chân may chưa đúng. Vẽ đồi chưa đúng. Từ trước là từ chân nha mọi người. Từ trước là từ chân nha. Chỉ có hai từ thôi. Đúng đúng từ theo yêu cầu của em thì em sẽ chân đầu chưa đúng. Chân thật chưa đúng. Rồi có một người đúng. Em sẽ để em chụp lại cái màn hình. Có một người đúng đúng rồi. Rồi có người đã đoán đúng rồi nha. Em sẽ công bố cái kết quả này ở cuối livestream. Thì em livestream cũng nhanh thôi cho nên là mọi người hãy nán lại một tí rồi em sẽ cuối livestream em sẽ có một cái mini game tiếp và em sẽ công bố kết quả luôn nha. Đã có người đoán đúng rồi nha mọi người. Đã có người đoán đúng rồi, em đã chụp lại rồi. Thì tí nữa em sẽ công bố ở kết quả. Em được thêm ra đây. Rồi rồi. Ok mọi người, trong thời gian chuẩn bị tiếp mini game thứ hai thì em xin chia sẻ một chút như thế này. Ở trong số những anh chị đang xem ở đây thì có anh chị nào đang gặp cái tình trạng là thừa cân béo phì không ạ? Nếu mọi người có thì hãy comment có giúp em. Đã có người trả lời đúng rồi mọi người. Em sẽ công bố kết quả ở cuối livestream. Thì mọi người hãy nén lại. Em chỉ chia sẻ một chút thôi. Thì mọi người hãy chờ đợi một tí rồi sau cái tâm sự một chút của em thì em sẽ chơi tiếp mini game thứ hai và em sẽ công bố kết quả luôn ha. Rồi
Có, Trà My có, Thương Tuyết em. Rồi, Mỹ Phượng có, Thương Tuyết có. Dạ, thì em cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tại vì cảm ơn bạn Thanh Lời. Tại vì trong nói chung là trong cuộc sống của chúng ta hiện nay thì có rất là nhiều người bị thừa cân béo phì hoặc là bị mỡ bụng, nhưng mà thông thường thì chúng ta lại ít quan tâm đến cái việc đó, cho nên là Lan xin chia sẻ một chút vấn đề. Rồi, Đỗ Thao có, Thảo Như có, Thương Tuyết có, Đàm Nguyên Nguyên có. Rồi, em cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Thì em xin chia sẻ một số vấn đề như thế này. Thì khi mà chúng ta bị thừa cân béo phì ạ, thứ nhất đó là chúng ta sẽ rất là tự ti. Thứ hai là nó làm cho chúng ta mất thẩm mỹ. Chúng ta đi mua đồ này, rồi chúng ta đi đâu đó thì chúng ta cũng rất là ngại gặp bạn bè hoặc là gặp những người thân lâu ngày hoặc là hàng xóm hay là về phía chồng chúng ta, nó thật rất là ngại. Bản thân Lan đây lúc trước cũng vậy, sinh con ra thì rất là béo, cho nên là nói chung là đợt vừa rồi thôi bảo về mấy con về nhà chồng chơi thì nó thật là Lan cũng hơi ngại, cho nên là Lan mới tiêm phương pháp giảm cân. Rồi thì khi mà giảm cân ok rồi thì Lan mới về, thật sự là như vậy. Thứ hai tiếp theo là khi mà thừa cân béo phì thì nó sẽ gây ra hiện tượng đó là cao huyết áp nè, rồi là tiểu đường nè, rồi là tim mạch nè. Các bạn biết không, khi mà chúng ta mà bị tiểu đường rồi á, thì khi mà chúng ta bị tiểu đường rồi thì đến nó rất là khó chữa. Nếu mà bệnh cao huyết áp cũng vậy, nó rất là khó chữa. Mà khi chúng ta điều trị thì phải uống thuốc liên tục, uống thuốc miết thôi. Mà nếu mà không chữa trị kịp thời á thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng đó là nó biến chứng tiểu đường, nó sẽ gây ra biến chứng những hiện tượng khác, làm cho chúng ta sẽ mắc những bệnh khác. Như là mẹ chồng Lan đây lúc trước cũng bị tiểu đường mà bà mắc á. Nguyên nhân là cũng vì tiểu đường thôi. Thì nói chung là chữa trị không có được, nó biến chứng ra đủ thứ bệnh luôn, nên là đeo bà mắt là cũng vì cái nguyên nhân này. Tiếp theo là khi mà chúng ta bị béo phì ạ, thì nó sẽ làm mất cái thời gian khi mà chúng ta đi lựa chọn đồ. Thật sự là lúc trước thì Lan cũng sau khi sinh bé xong thì mình cũng phải thay đồ mới thôi, thì mình cũng có đi xuống chợ mình cũng mua đồ, nhưng mà cái việc lựa chọn đồ thật sự nó rất là khó khăn với mình, rất là vất vả luôn. Những cái mà mình yêu thích á, thì khi mà mình mặc vào nó thật sự là nó không có vừa, và thứ hai nó có vừa thì nhìn khúc nào ra khúc nấy, từ trên xuống dưới toàn là mỡ thôi, cho nên một cảm giác rất là chán nản vô cùng. Nói chung là mình cảm thấy mình soi vào gương thì mình cũng không nhận ra mình luôn á, tại sao sau khi sinh thì cơ thể mình lại thay đổi nhiều đến như vậy. Người mình thì nó sồ sề hẳn ra, mà mỡ thì khúc nào khúc nấy, ghê 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 ơi là ghê luôn. Tiếp theo là khi mà chúng ta bị thừa cân béo phì thì nó sẽ gây cho chúng ta hiện tượng là mệt mỏi. Có thể là có những anh chị đang xem ở trong đây, thì khi mà lúc mà anh chị vẫn còn đang béo phì thì cũng đang thừa cân, thì chị sẽ hiểu được cái cảm giác đó. Mình đi một tí mình cũng mệt, mình hoạt động không có được linh hoạt, không có được nhạy bén, nên đi một hồi là ngồi thở thôi chứ đâu có đi nổi đâu. Các bạn không, nếu mà các bạn còn chưa tin Lan nói, tại vì cũng sẽ có những bạn mà không có bị béo phì, thì các bạn sẽ ra ngoài đường á, các bạn mà nhìn thấy mà ai mà họ thừa cân béo phì thì cảm giác của các bạn thì sẽ biết ngay họ trông rất là nặng nề và trông rất là mệt mỏi. Tiếp theo là khi mà chúng ta bị thừa cân thì sẽ ra đây hiện tượng giảm trí nhớ, thì bởi vì khi đó thì cơ thể của chúng ta sẽ gây ra những thay đổi về cấu trúc và chức năng của hoạt động của não á, cho nên là nó sẽ làm cho chúng ta giảm trí nhớ đó. Rồi nó sẽ làm cho chúng ta già trước tuổi nè. Rồi nó gây ra cái bệnh gút. Gây ra bệnh gút là vì sao? Bởi vì nó sẽ làm cái lượng acid uric ở trong máu tăng, thì nó sẽ làm cho việc cái xương của chúng ta, nó việc sưng, nó tấy lên, nó làm đỏ lên, thì chúng ta rất là dễ bị bệnh gút nè. Chứ không phải là khi mà chúng ta ăn dưa đạm thì bệnh gút không đâu. Bệnh gút nó có nhiều lý do, và trong đó thì cũng có một nguyên nhân đó là do bị béo phì. Rồi em xin chào chị Vân Mai nhé, chào tất cả những anh chị đang xem livestream nhé. Tiếp theo là nó sẽ làm cho chúng ta bị trào ngược axit. Bởi vì khi mà mỡ của chúng ta có bụng, bụng của chúng ta có mỡ thì nó sẽ chèn vào cái cơ dưới của thực quản, thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng là trào ngược axit, thì nó gây ra hiện tượng ờ nóng nha. Rồi tiếp theo là nó sẽ gây ra cái hiện tượng ung thư. Bởi vì trong mỡ thì nó sẽ làm cho
cơ thể chúng ta nó sẽ bị hạn chế một số hoạt động của các chức năng như là hô hấp tuần hoàn, thì khi đó thì cái cơ thể chúng ta nó không có đào thải được những cái độc tố ra bên ngoài á, thì nó sẽ gây tích tụ vào trong cơ thể chúng ta, thì nó sẽ gây ra hiện tượng là bị ung thư. Cho nên là khi mà chúng ta đừng có coi nhẹ cái việc thừa cân béo phì thì nó không phải là thẩm mỹ thôi mà nó còn về ảnh hưởng lâu dài về sức khỏe của chúng ta. Cho nên là chúng ta nên tìm cái phương pháp để mà chúng ta điều trị nó sớm, thì nó sẽ giảm được cái bệnh tật của chúng ta và nó cũng tiết kiệm được cái chi phí của chúng ta. Bởi vì khi mà chúng ta đã mắc bệnh trong những cái số bệnh mà Lan vừa kể rồi á, thì cái chi phí mà điều trị nó rất là cao, cao kinh khủng luôn, cao hơn rất là nhiều lần so với cái biện pháp mà chúng ta phải giảm cân ngay bây giờ. Cảm ơn bạn Thanh Lời nha, chào chị Hảo Bùi nha. Mập hay có mỡ trong máu gây nhiễm mỡ nữa. Đúng rồi, nó sẽ gây ra hiện tượng mỡ nội tạng, nó gây ra cái nếu mà nó bám vào trong lòng mạch máu của chúng ta thì nó rất là gây dễ, nó rất là dễ gây vỡ mạch máu, cho nên là nó sẽ làm cho chúng ta bị đột quỵ đó. Chào chị Kim Liễu nha. Rồi mình thấy bạn Hào vui rồi nha, cảm ơn bạn. Khi mà cái mỡ mà nó bám vào cái trong cái thành ruột chúng ta thì nó sẽ gây ra hiện tượng là ung thư đại tràng nè, nó bám vào cái mạch máu như Lan vừa nói thì nó sẽ làm vỡ mạch máu nè. Em chào chị Tuấn Khoa Mini nha. Rồi tí nữa em sẽ cho một mini game tiếp, thì em sẽ công bố cái phần quà của người đã chơi trúng lần vừa rồi, và Lan sẽ chơi tiếp một cái mini game tiếp theo nha. Thì mọi người chơi sẽ live stream giúp Lan đi, rồi tí mình sẽ chơi nha. Những người mà đã trúng thưởng cái mini game vừa rồi thì các bạn ở lại live stream, thì tí nữa Lan sẽ công bố của các bạn á, công bố các bạn trúng thưởng, mà nếu mà Lan đọc tên mà các bạn không có thì Lan sẽ hủy cái phong quà đó của các bạn nha. Mới lấy 100 hộp ra rồi mà cũng còn nhiều. Rồi cảm ơn bạn Thương Tiếc. Rồi cảm ơn chị Hảo Bùi. Rồi đúng rồi, cái trà này á, thì cái trà giảm cân Golden Detox này á, thì nói chung về cái vấn đề về mỡ nội tạng hay là các hiện tượng béo phì, thừa cân béo phì thì nó giải quyết rất là tốt nha mọi người. Khi mà các bạn chọn cái sản phẩm để mà chúng ta giảm cân á, thứ nhất là chúng ta có thể tập thể dục, hoặc là chúng ta có thể là dùng trà. Nhưng nếu mà chúng ta không có thời gian để tập thể dục á, thì các bạn có thể lựa chọn cho mình một phương pháp để mà phù hợp với mình hơn. Như là ở đây Lan xin giới thiệu thêm cho mọi người, đó là trà giảm cân Golden Detox, được xuất xứ từ Malaysia và hiện nay thì được nhượng quyền sản xuất bởi công ty Maxi SG tại Việt Nam. Thì cái thành phần trà thì nó hoàn toàn từ thiên nhiên, nó từ 12 loại trà, 12 loại thảo dược thiên nhiên, cho nên là khi mà các bạn uống vào các bạn đừng có lo sợ về cái việc nó gây hại cho tim, tai thận hay là cái gì đó. Bởi vì trước khi mà công ty mà tung ra một sản phẩm để phục vụ cho sức khỏe của con người á, thì công ty cũng có kiểm nghiệm này kia, có giấy chứng nhận này, cái giấy chứng nhận kia, và cũng được cho thử nghiệm, có nghĩa là chỉ cho người nào đó hoặc là nghiên cứu cái gì đó để sử dụng trà, và kết quả đạt ok, không gây hại gì đến sức khỏe thì mới tung ra thị trường nha. Cho nên là mọi người đừng có lo lắng về cái việc là trà nó gây hại đến sức khỏe của chúng ta. Đúng, không cần thể dục giảm sẽ phòng mệt. Đúng rồi bạn Thanh Lời, đối với trà này khi chúng ta sử dụng thì chúng ta không cần phải tập thể dục hay là ăn kiêng gì cả, các bạn cứ ăn uống bình thường. Ăn uống là cái phần rất là quan trọng, cho nên nếu mà trong cái quá trình mà các bạn giảm cân mà các bạn không ăn uống đầy đủ các chất thì cơ thể của chúng ta nó sẽ bị thiếu chất nha. Đối với Golden thì các bạn vẫn ăn uống bình thường, chỉ cần các bạn hạn chế tinh bột này, dầu mỡ và nước ngọt cà phê giúp Lan là được rồi nha. Ok rồi. Dạ em chào chị Thương Tuyết. Hộp này thì một hộp trà Golden này thì có giá là 650.000 nha chị. Còn một liệu trình hai hộp như thế này thì có giá là 1.250.000. Thì khi mà chị mua một liệu trình thì chị sẽ giảm được, tiết kiệm được 50.000. Thì một hộp như thế này thì sẽ giảm từ 2 đến 4 kg, và hai hộp thì sẽ giảm từ 2 đến 8 kg tùy theo cơ địa của chúng ta. Đối với những người mà cơ địa dễ giảm thì nó giảm rất là nhanh. Các bạn thì chỉ cần uống nửa hộp thì đã giảm 2 kg đến 4 kg luôn. Còn có người thì dùng một hộp thì vẫn chưa giảm. Thì cái lúc đó là thời gian mà cơ thể chúng ta cần trà làm mềm mỡ ra, thì
cái hộp sau nó sẽ giảm rất là nhanh, cho nên là các bạn mà khi sử dụng một hộp trà các bạn cảm thấy là nó chưa có giảm á, thì các bạn đừng quá lo lắng, bởi vì nó đang làm mềm cái mỡ của chúng ta ra. Các bạn hãy tưởng tượng đi, cái lớp mỡ của chúng ta nó dày một khúc như thế này nè, các bạn nghĩ đi, nó cần phải có thời gian để nó làm mềm mỡ thì nó mới đào thải ra được nha. Dạ chị Đàm Nguyên ơi, một hộp như thế này là 650.000 nha chị. Dạ đúng rồi bạn Hảo Vui, trà này thì được bào chế trong viên ngọng, được nén trong viên ngọng, cho nên là khi chúng ta mà uống vào thì nó sẽ không có mùi, không có vị, không có gây chán hay là gì cả. Khách của Lan thường gặp thì Lan hay báo cho khách biết là trà nó là dạng viên, bởi vì có những khách không uống được cái trà mà pha loãng ở trong nước á, cho nên đây là một điều rất là tốt để các bạn, mà nếu mà các bạn hay có dị ứng với những cái mùi hay là cái khẩu vị mình nó hay khó ấy, cho nên là các bạn lựa chọn một sản phẩm này thì rất là tuyệt vời. Em Thanh Ngọc, đối với em cái trà này thì những người khỏe mạnh bình thường á, không bị đau dạ dày hay là huyết áp thấp thì uống trước khi ăn, còn những người mà bị huyết áp thấp và dạ dày thì uống sau khi ăn. Thì em hỏi uống cái nào tốt hơn, thì đối với trà gạo lin này, khi mà chúng ta uống trước khi ăn thì nó sẽ tác dụng nhanh hơn, và uống sau khi ăn thì nó sẽ tác dụng chậm hơn, nhưng mà cái mức độ tác dụng của nó là như nhau, chứ nó không phải là uống sau khi ăn thì nó sẽ tác dụng không bằng là uống trước khi ăn nha em, chỉ là nó nhanh hay là nó chậm thôi. Chào em Dương Linh, cảm ơn em nhé. Chào chị Hưởng nha. Mọi người chia sẻ livestream giúp em rồi tí chúng ta chơi mini game nha. Rồi Lan xin chia sẻ một tí, bởi vì hiện nay là trên thị trường của chúng ta thì có rất là nhiều hàng giả, cho nên là các bạn hãy để ý giúp Lan nha. Khi mà chúng ta chọn mua sản phẩm Gaolin á, thì các bạn hãy chọn mua những nơi uy tín nè. Rồi khi mà các bạn nhận được hàng về rồi á, thì các bạn hãy kiểm tra dùm cái tem này giúp Lan này, tem của công ty nè. Tem này là tem kiểm tra hàng thật hay hàng giả này. Còn ở đây là tem của Bộ Công an nè. Thì chúng ta hãy khi mà chúng ta mua về rồi thì chúng ta cao cái lớp này ra, rồi chúng ta nhận được cái mã số và chúng ta soạn tin nhắn là KTM cách MSR cách mã số gửi đến tổng đài 8077 để cho xác nhận được cái hàng đó có phải là hàng thật của công ty hay không nha. Rồi có ai có câu hỏi gì cần Lan tư vấn không, để Lan tư vấn luôn cho mọi người, rồi chúng ta chơi mini game nhé. Chào bạn Tuyết Nhung, chào chị Trần My nhé. Thì đối tượng sử dụng của trà thì trẻ em là từ 12 tuổi đến người lớn dưới 70 tuổi, những người mà bị thừa cân béo phì, rồi những anh trai mà hay uống bia rượu là bụng to, thì chúng ta dùng sản phẩm này rất là tốt. Rồi là khi mà các bạn uống thì các bạn lưu ý là 2 ngày đầu là chúng ta uống mỗi ngày 1 viên, và ngày thứ ba thì chúng ta uống 2 viên, tức là 1 gói. Một hộp trà như thế này thì chúng ta sẽ uống trong vòng nửa tháng nha. Một liệu trình 2 hộp thì chúng ta sẽ uống trong vòng 29 ngày. Thì trong quá trình mà các bạn sử dụng ấy, thì Lan sẽ theo dõi cái quá trình sử dụng của các bạn để Lan điều chỉnh cái liều cho nó phù hợp, để các bạn sử dụng nó đạt hiệu quả nhanh và tiết kiệm được thời gian và chi phí của các bạn. Dạ em chào chị Xuân Bùi nha. Chị có câu hỏi gì muốn đặt về sản phẩm này chị còn chưa rõ thì chị cứ đặt câu hỏi để em sẽ giải đáp chị luôn ha. Cao huyết áp có dùng được không em? Dạ chị cảm ơn, cái đối với cái trà Gaolin này thì bệnh cao huyết áp thì không dùng được nha chị, bởi vì ở trong cái mạch máu của những người bệnh cao huyết áp thì nó thường có xơ vữa, mà những người cao huyết áp thì máu nó hay lưu thông nhanh á. Nếu mà chúng ta dùng trà vào thì cái việc đốt cháy năng lượng của trà thì nó sẽ làm cho máu của chúng ta lưu thông nhanh hơn. Thì khi đó nếu mà máu đang nhanh rồi mà có xơ vữa nữa, nó hoạt động nhanh thì cái xơ vữa này nó lưu thông nhanh quá thì nó sẽ gây ra tắc nghẽn máu của chúng ta, nó không có lưu thông được thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Cho nên là đối với những người bị cao huyết áp thì không dùng được trà. Cơ thể đang bị nóng có uống được không chị? Đối với cơ thể bị nóng thì em vẫn dùng được trà nha em. Và lưu ý giúp chị là khi mà em sử dụng trà mà cơ thể em bị nóng á, thì với lại em cơ thể mà nó đã bị nóng rồi thì em nên ăn những đồ mát, như là ăn những trái cây như đu đủ chín nè, hay là em
em mua những đồ mát, nói chung là ăn những đồ mát, trái cây á, trái cây hoặc là em ăn rau xanh đồ nhiều vào nha. Em để giảm 4 kg sau khi hết sử dụng hết 3 hộp trà kìa. Ừ đúng rồi em, tại vì cơ thể của chúng ta thì trà nó hoạt động thì tùy vào cái cơ địa của mỗi người á, cho nên là mỗi người sẽ có người giảm nhanh người giảm chậm. Như chị là 2 hộp thì giảm được 4 kg, nhưng đối với cơ thể của em thì 3 hộp giảm 4 kg. Thì đó là tùy vào cái cơ địa của chúng ta, cho nên là các bạn khi mà các bạn sử dụng trà thì các bạn đừng đừng so sánh là tại sao người ta sử dụng giảm nhanh mà mình lại giảm chậm nha. Đó là tùy vào cơ địa của các bạn. Rồi có ai có câu hỏi gì nữa không ạ? Nếu không không có thì chia sẻ livestream giúp Lan rồi chúng ta lại tiếp tục chơi mini game nữa ha. Tại vì hiện nay là bệnh tim mạch có dùng được không? Dạ chị Cẩm, đối với bệnh tim mạch thì chúng ta không dùng được nha chị. Những người mà bị bệnh tim mạch thì không dùng được trà. Nếu mà các bạn bị bỉm sữa hoặc là những bạn đang thất nghiệp hay là những anh chị mà làm cái công việc của mình mà mình cảm thấy nó nhàn, nó có thời gian, có nhiều quá dư quá là nhiều thời gian, thì chúng ta có thể là kiếm thêm thu nhập từ việc kinh doanh trà này. Bởi vì hiện nay cái nhu cầu mà giảm cân thì nói chung là đang rất là nhiều. Ngày hôm nay đang có đi ra ngoài chợ Tuy Hòa thì nói chung là trời ơi, Lan gặp người mập rất là nhiều luôn, những người bị béo bởi vì công việc của họ là không có hoạt động á, chỉ ngồi một chỗ, cho nên là nhìn họ béo lắm lần mà mỡ bụng cũng rất là nhiều. Cho nên là khi mà chúng ta chọn cái sản phẩm chúng ta kinh doanh thì chúng ta là hãy để ý đến cái nhu cầu của thị trường của sản phẩm đó nó như thế nào, cái nhu cầu thị trường nó có rộng hay không, và cái sản phẩm của chúng ta nó có mang lại giá trị thực tế cho khách hàng hay không nè. Rồi nó khi mà khách hàng sử dụng nó sẽ như thế nào thì các bạn hãy nghiên cứu về cái vấn đề này kỹ. Cái sản phẩm của các bạn nó có vi phạm đạo đức về pháp luật hay không, nó có an toàn hay không, đó là những cái điều cốt yếu để các bạn lựa chọn một sản phẩm kinh doanh. Và thì như Lan đã lựa chọn một Go Link kinh doanh thì nó hiện tại thì Lan rất là hài lòng. Người bị máu và gan nhiễm mỡ thì sao chị? Đối với người bị máu nhiễm mỡ và gan nhiễm mỡ thì sử dụng của sản phẩm của chúng ta thì rất là tốt, bởi vì cái sản phẩm của chúng ta là sản phẩm đào thải mỡ, làm tan mỡ, cho nên là đối với những người bị gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ thì hãy sử dụng sản phẩm này nhé. Sau sinh bao nhiêu dùng được trà và ảnh hưởng đến em biết không? Dạ sau khi sinh 1 tháng là chúng ta đã sử dụng được trà rồi nha chị. Thì bản thân em là một mẹ bỉm sau sinh 2 tháng thì em bắt đầu sử dụng trà. Thì em có theo dõi bé thì nói chung là hai mẹ con vẫn bình thường, bé vẫn bú ngon, vẫn ngủ ngon, em vẫn cho bé bú mẹ 100%, thì bé vẫn phát triển bình thường nha chị, không ảnh hưởng gì cả. Bởi vì cái trà này nó cũng đặc chế cho mẹ sau sinh, và trong thành phần của trà thì có chè vàng loại sữa với lại tinh nghệ, nó giúp cho mẹ lấy lại được cái vóc dáng sau sinh rất là tốt. Nó làm cho cái da mẹ nó sáng hơn, nó đẹp hơn và nó điều hòa kinh nguyệt nữa. Cho nên là các bạn hãy an tâm mà sử dụng cái sản phẩm này. Dạ em ở Đông Hòa Phú Yên nha chị Hảo Bùi. Và số điện thoại của em là 0979612116. Nếu anh chị có nhu cầu thì có thể liên hệ với số điện thoại đó cho em, hoặc là có thể inbox trực tiếp vào Facebook của em nha. Em sẽ tư vấn cho mọi người kỹ hơn. Dạ bệnh cao huyết áp thì không dùng được nha chị. Mọi người chia sẻ livestream giúp em nha. Mọi người chia sẻ livestream giúp em đi ạ. Chia sẻ livestream được 20 người rồi chúng ta chơi mini game tiếp nha. Bây giờ thì sẽ đúng số nhé. Mọi người chia sẻ livestream giúp em. Chúng ta sẽ chơi mini game tiếp theo. Xin chào bé Hồng Hạnh Trần, chia sẻ livestream giúp gì nhé? Chia sẻ livestream rồi chúng ta chơi mini game nha mọi người. Lan đã có chụp, lúc này Lan đã chụp
một người trúng giải rồi thì tí nữa Lan sẽ công bố ha. Chơi mini game rồi thì Lan sẽ công bố luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đoán số nha. Hồi nãy trả lời câu hỏi rồi, bây giờ đoán số. Chúng ta đoán số rồi, 8 giờ rồi chúng ta sẽ kết thúc livestream. Dạ chị Sen thương, đối với người bị bệnh hen suyễn thì không dùng được trà nha chị. Bởi vì khi trà vào nó đốt cháy năng lượng của chúng ta, nó rất là mạnh nên là nó sẽ không tốt cho người bị hen suyễn. Ờ gì cha rồi bé. Hồi sáng. À tí gì chưa được 6 tháng nên chưa cho uống, còn thiếu một tuần nữa là được 6 tháng cho nên là chưa cho uống. Đợi đợt sau. Mọi người chơi xì live stream đi, chúng ta sẽ tiếp tục chơi mini game. Lan đã viết vào đây một con số và mọi người chỉ cần đúng con số này thôi. Đúng con số này thì chúng ta sẽ được một phần quà này. Lan sẽ tặng mọi người một hũ rêu lục mộng tỷ giá 75.000 nha. Rồi không phải để mọi người chờ đợi lâu nữa thì Lan sẽ... Rồi mọi người đón con số này đi. Mọi người đón đúng con số này thì Lan sẽ tặng mọi người ha. Cho sẽ 2 lần ở trên cá nhân và 10 lần hỏi nhóm. Rồi sẵn sàng. Ai sẵn sàng thì bắt đầu đi ạ. À. Ai sẵn sàng thì bắt đầu đi. Mọi người hãy đón đi ạ. À. Mọi người hãy đón hai con số em ghi ở trong tờ giấy này. Ai đón đúng em sẽ tặng cho mọi người nha. Đón hai số nha, hai số nha mọi người, hai số. Hai con số. Hai số nha, mọi người đón đúng hai con số nha. 5 chưa đúng, 11 chưa đúng, 12 chưa đúng, 8 chưa đúng. 7 chưa đúng, 9 chưa đúng. Mọi người đón hai con số giúp em nha, hai con số nha. Hai con số nha. Mọi người đúng một số mà đúng đúng em cũng không chấp nhận các bạn nha mọi người. Ví dụ 01 thì mọi người đón 01. Không mọi người không đón từ dưới lên trên hoặc là từ trên xuống mà mọi người hãy chọn ngẫu nhiên giúp Lan nha. Bởi cho như thế thì mới công bằng cho mọi người còn lại được ha. Chưa có số đúng nha mọi người, chưa có số đúng. Mọi người đón đúng hai con, đón hai con số giúp em nha. Đón đúng hai con số, hai con số. Chưa có số đúng nha. Chưa có số đúng. 66 chưa đúng, 03 chưa đúng, 12 chưa đúng, 97 chưa đúng, 14 chưa đúng, 07. Rồi đã có bạn chính xác. Mình ghi bình luận này lại luôn. Đây nha. Con số mình đây 07 nha các bạn. Để các bạn đúng đúng rồi nha, rất là nhanh, rất là giỏi. Phần quà này sẽ thuộc về bạn Phương Nga. Kim Phương Nga hãy gửi tin chụp màn hình lại và gửi cái inbox qua cho chị nha em. Chụp màn hình và gửi cái inbox qua là chia sẻ 2 lần trên cá nhân và 10 lần hội nhóm nha. Để chị tặng phần quà này cho em. Còn lúc nãy phần quà lúc nãy là thuộc về người này. Để em cho mọi người xem luôn ha. Các bạn hồi nãy là trăng đôi đây ạ. À. Đây mọi người. Lúc nãy là đáp án trước đây là đôi, là đã có người đoán đúng rồi nha. Thì đây anh Duy, anh Xuân Duy đã đoán đúng đi, mọi người xem được không? Đó, anh Xuân Duy đã đoán đúng trăng đôi rồi. Anh Duy có ở đây không ạ? Anh Duy có ở đây không? Nếu em gọi tên mà không có thì em sẽ hỏi phần quà của anh Duy đó. Anh Duy có ở đây không ạ? À? Anh Duy đâu rồi? Em đếm từ 1 đến 10 mà anh Duy không xuất hiện thì em sẽ hỏi phần quà này nha anh Duy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Anh Duy đâu rồi?
Thế là anh Duy không có thì Lan xin hủy cái phần quà này của anh Duy, bởi vì Lan cũng có điều kiện lúc trước là Lan cũng đã nói rồi, nếu như kết thúc livestream Lan công bố kết quả nhưng mà không Lan gọi tên mà không có người xuất hiện thì Lan sẽ hủy cái phần quà này, cho nên là mọi người phải chấp nhận cái điều đó thôi nha. Thì Lan cũng xin cảm ơn mọi người nhiều đã dành thời gian để xem cái livestream này của Lan. Thì bạn Phương Nga hãy chụp màn hình và gửi vào inbox cho Lan, Lan sẽ gửi tặng cho Nga ha. Xin chào mọi người, chúc mọi người có buổi tối quý vị. Ngày hôm sau Lan livestream thì Lan sẽ thông báo cho mọi người ha. Xin chào, chúc mọi người ngủ ngon ha.